Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa tại các chợ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tăng cao so với những ngày thường. Điều này kéo theo việc gia tăng nguy cơ cháy nổ. Do đó, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng cháy, chữa cháy. Chợ Vân Hoa là chợ bán sỉ lớn nhất của tỉnh với trên 400 gian hàng cố định. Thời điểm này, lượng hàng hóa trong chợ tăng gấp 2-3 lần so với những ngày thường. Đa phần là hàng dễ cháy. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy trong thời điểm này được Ban Quản lý chợ đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, Ban Quản lý chợ đã đầu tư chi phí lắp đặt hệ thống camera giám sát với 32 mắt báo cháy, vận động các hộ kinh doanh trong chợ mua bình chữa cháy, lắp đặt ở những nơi thuận tiện, dễ lấy, dễ thấy. Ban Quản lý cũng bố trí nhân lực trực 24/24 giờ, tuần tra kiểm soát việc chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh trong chợ. Chúng tôi cũng xây dựng cái phương án để bảo vệ từ nay cho đến Tết Nguyên đán, xác định là cái tháng cao điểm, cho nên tập trung lực lượng, tập trung cả về phương tiện, kỹ thuật, phối hợp với cơ quan phòng cháy của tỉnh, thế rồi lực lượng quy tắc của phường để vừa làm công tác trật tự đô thị, trật tự công cộng, nhưng vừa tăng cường cái công tác tự kiểm tra các cái thiết bị an toàn về phòng cháy. Hiện nay, địa bàn thành phố Thanh Hóa có 32 chợ truyền thống, do đó mà tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao, nên công tác phòng giặc lửa tại các chợ lại càng trở nên quan trọng. Ban Quản lý các chợ đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh. Nhìn chung, các hộ kinh doanh và Ban Quản lý các chợ đều có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định và các phương tiện phòng cháy chữa cháy đều được trang bị đầy đủ, hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo cái việc công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ, riêng Ban Quản lý là đã đặt lên công tác phòng cháy hàng đầu, thường xuyên tuyên truyền người dân thực hiện tốt các cái nội quy về phòng cháy. Cái thứ hai nữa là về cái lực lượng cơ sở thì thường xuyên được huấn luyện các cái kỹ năng, thường xuyên bảo dưỡng các cái thiết bị, rồi tuyên truyền hướng dẫn các hộ tiểu thương sử dụng các cái bình tại chỗ. Hiện tại các cái mỗi hộ kinh doanh là có một bình chữa cháy tại các cái quầy kiosk. Những giải pháp mà Ban Quản lý các chợ đang thực hiện và sự chủ động từ các hộ kinh doanh đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Qua đó, giúp người dân có thể yên tâm kinh doanh, mua sắm và đón Tết an toàn.